mai tháo bết thịt xiết vườn bết nhẹ biển tình vế biển chỗ phính chú nom quyền trồm lọ trụ chính phủ những nghị quyết và diệp a dễ xin nom xuân xin hao chủng khâu dâm tập bung tẩy đô tẩy cô kiểu biên gì tời chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế dâm tập bung biển chỗ phính kiểu lọc hàng tời phốn chân dầu tụ xiêm câu xỉ xóa ngỏ trăng chồng vân dâm có năng tập bung chưa hỏi giảng xanh dầu bùn biển màn dâm lỗ hang tầy nhây dây ken giả đồng dâm lỗ át tẩy nhây giảm diệt trộ có năm chun xía lát xì trồm liều câu lời bành tỉnh xế kênh bùn miền chỗ phính là hang tời dâm nhua chăm nhóng quía xanh hạt chun vịa tổ tảo chấu tổng tói cáp choảng có buồn nhận cha liều châu lống có chính trệ đề án tụ thủ tướng chính phủ phê duyệt bùn tóng miền chỗ phính chiêm kéo là hang tời mảng xe diệt tiểu trên lẩu tụ trong khu chấu hang giảng y cho lệnh dầm lụa tháo y cho lệnh dầm nháng chương trình phà dịp a lọ trụ chương trình mục tiêu quốc gia giảm chồm vân nhàn chìn trung ương bong thành côn sen xây dựng trên hướng bét tỉ nhàn đầu tư cơ sở hạ tầng bong côn chấu nhàn chấu hôm bong lạc tố miền lọ trụ khuôn bét chồm ở làm chồm khuôn miền trụ phính chương trình nhịp bét phà dầm hầm hạ chấu diện trên phàm bét rủ năm công trình tham sâu dễ xe công trình treo giảng bom chuốn banh vòm beo tủ sâu beo văn hóa làng công trình banh điện công sĩ chưa liệp đang thôn biển xiang xanh nhà tu bong thế như chấm tỷ nhàn thao liễu cho lình như chấm nháng bất liền xanh mải với chấm nom xía tu công nhẩm tu chuẩn đang thôn biển xiang chính chạy bong thánh trả pun miền màn lọ trụ khuôn bé trộm diêm tóm khâu nàn mình chưa chập pham tỷ nhàn gia thính pun khuôn bé trộm mà nhàn trạng giấu nhàn giấu hôm giang bìa bành tình xê kên giai đoạn từ năm 2016-20 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện khang giảng y cho lệnh dầm lụa tháo y cho lệnh nhị dầm nháng kiêm hồi giảng xanh hà triển khai dấu các chương trình chính trẻ buôn miền chủ phính kiêm hồi xanh tại dứt xe chương trình dẹp bẹ và dầm chương trình mục tiêu quốc gia giảm chuẩn vơn kéo công sĩ trên lệp đang thôn biển xèng có chương trình con nai hà chôn biển đầu tư bong thánh buôn tóng miền chủ phính kiêm quyết lại thánh buôn miền mản viền xèng tại xế kên tập bùng lang thôn giả mải quay viền ruốn cái bộ mặt của nông thôn và cái đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Choàng kéo sỉ câu lời xế kên, có cấp ngành hạt trao phu châu lống có làm chính trệ tài giáo sâu, y tế, văn hóa, luật lời, chính trệ bơi kéo miền mài mảnh trí, kiêm tóng miền chỗ phính. Dùn bộ vấn tống hiệu miền mản châu lống can đảng như chủ trương chính trệ quốc trai nhiều luật lời, trai quảng có nằm lủ quẩy châu mắt bến lồng, châu hỏi trí chưa liệp xế kên mời văn hóa tổng tóng mần mình, cán bú xê miền chỗ phính tụ trao phu phai quyền phai sỉ họp lời. Sĩ pu trang lầu miền chủ phính như văn hóa tụ cha phù hệ thống chính trị tụ cha thim quốc phòng an ninh tụ trang vân miền chủ phính như xế kên chẳng biệt tụ bầu pháo giang y cho lệnh trường lụa tha lưu y cho lệnh nghỉ chấm nháng bắt liền xanh giảm diệt tụ phạt chấm nhảy chin bét bẹ hô bé chồm nhua lại phạt chấm biết chin cho bé hô bé chồm miền chủ phính tỷ lệ hô bé chồm giảm dễ dàng với chấm phàm buồn bé lệnh diệt chính mài nghỉ chấm nhảy buồn bé lệnh bơi kéo y cho lệnh trường lụa nháng buôn bành nhận nháng giảm tụ bê buồn bé lệnh cúng diêm cụ quyền trộm buôn bài nhận nháng giảm tụ cụ bẩn bê lệnh. Được. Các cái chương trình cũng đã hỗ trợ đất ở, rồi đất sản xuất, nước sinh hoạt. Có chương trình hạ bông thính, tải đào cho bê diêm, đào chấu nhà chấu hôm, vòm lỏng chấu xây kên, xe có tiêu chấm lỏng chân, buôn miền chấu phính, diêm là hang tời, đất xì mà lì dầu hù. Trở lại miền màn, búng hiêu xiến biệt đảng như chủ trương chính trẻ, chôn biệt đầu tư, chấu quay kháng kinh tế xã hội, chi liệp xây kên mà văn hóa diêm táo miền diêm, kéo chi liệp tập bung, hoài cảo, bút giỏi, mình pháo. Thôn bản càng giàu đẹp hơn. Lang bản thăng tùng vài xía quan bá quyền mà đùa phính miền dễnh xê miền sổ phính nhua lại mài phính miền lát xịt trụ hang bố y bên hàng đảng vừa bản thăng xê diện năm lang khâu nản lạc hậu tỷ lệ hô bé chổm danh tháo hưng sập buồn pẹ số hô miền kiêm lang mai cun y cao bản thăng trình hao chốt cha xê tàu năm lang kiêm nhu xía châu chéng có tiêu chí chưa lập đang thôn biển xiang theo văn hóa lang bản thăng tụ xây chấu giảng nhận buôn phong thánh chiếu can quyết định y trên lệnh bếp dục lụa bong chấu quay kháng kinh tế xã hội có phính miền lát xịt trụ nên ông công trình chính hóc bong buồn chấu buôn lang bản thăng quay viền xuấn miền mản lang bản thăng lát xịt quyền dầu hang tộc biển lồng nai mai khúng xê tóng sinh hoạt trông vệ ánh xê tóng pai siêu phính bộ y miền như văn hóa lúng xuổi húng tháo phát triển du lịch. Được sự quan tâm của nhà nước thì cũng đã đầu tư công trình nhà dân tộc Vũ Y, nghỉ sâu nhà để hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Thì
khá mãi tụ của cha cha phù pun chế châu nơi nằm peo văn hóa phính bộ y miền hang nơi nằm peo tụ châu tráng tập biệt lồng vệ ánh châu bến tóng sinh hoạt pun lồm giỏi phính bộ y miền cháo bay có nhủng trà sỉ văn hóa dầu tráng hang phù vụ pun công châu du lịch tại Lào Hòi. Tổ hợp tác chủ úy peo nhiều úy dâm tóng nám lang bản thăng y cao mãi chìm nhảy huất châu tàu khang vẩy mấy cành hải cầu úy màu con chuỗi bèo chiêm tóng nám hạt trụ đót vải lưu lái mải tự miền mạn trên hụ chuồn các trưởng có lớp tập huấn bồi dưỡng sầu giảng cầu úy buôn miền mạn chiêm tóng triển khai dự án chiếu can quyết định y tin lệnh bắt dọc lùa quê kỳ hưng in nháng miền mạn chiêm lang bản thăng hàm mải siêu bịa giảng nét lòng màu con qua tìm hiểu trên các trang mạng quía ló hưu tại chợ ấy cầu úy quía có trang mạng vì gì giả xe hụ chuột tụ tham tiểu chua tháo triệu bịa chấu giả xe buộn chấu tụ trang cùng dần ổn định khang giảng y cho lệnh chập chiết tháo y cho lệnh nhị chấm nháng chính trị đặc thù bong thến pun chấu gây háng kinh tế xã hội tóng miền chụp phính dâm quan báo quyển tu đầu tư làm tháo đùa tỉ nhàn liều bong đao chấu nhàn đao chấu bia dâm bom lỏng chấu xây kênh kéo tỉnh tóng dâm pun miền chụp phính trộm hút bia trộm dâm xía lang đất xị khâu nàn chủ chốt quyền nhà ánh chấu lống có đồng chính trị miền chụp phính khởi lệnh liều chấu biển pun miền chụp phính mình pháo phép của trộm khâu giang có đồng chính trị miền chủ phính hạt châu tụ diêm nhược hàng trang quía chương trình mục tiêu quốc gia tại châu quay hàng kinh tế xã hội tổng miền chủ phính diêm kéo lừa hàng tẩy diêm nhược hàng giết can ánh lát xin mà lời chiều phong phun quan phá quyền giảm dịa có đồng lang xía lát xì khâu nàn từ những kết quả đã đạt được từ những chương trình chính sách trước đây thì hiện nay là sẽ có tiểu cồng xì hạt châu tụ giang có chương trình chính trị đảng vừa bìa nhu thông tháo ánh giết can có chương trình chính trị công lại tham xiến giang nét chương trình hạ cát run gì cả có chương trình việc giữa năm con hôm nay về sỉ quân lời pha nhận buôn đầu tư dầu trắng hắc bông thành buôn miền mạn hạ châu tụ cào tùng tói cào gòi can thỏng chắc chắn là sẽ được triển khai đồng bộ hơn và kịp thời hơn đạt hiệu quả cao hơn. Chiều kỳ hình chính phủ khoai quy nghị quyết quốc hội chậm phối khóa phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia chấu coi hãng kinh tế xã hội tóng miền chủ phính chiêm kéo là hang tời khang giảng y cho lệnh nhị dập giết tháo y cho lệnh phạt chậm nhãng hội giảng xét hạ khoai quy có năm sâu triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội tóng miền chủ phính chiêm kéo là hang tời khang giảng y cho lệnh nhị dập giết tháo y cho lệnh phạt chậm nhãng liệu quy ban tòa tàu kéo khoai quy chợ biển chấu y cao xanh chỉ hạt chua trung ương phê duyệt có năm sâu luật lời liều triệu bịa triển khai chấu chương trình mục tiêu quốc gia chấu gây hàng kinh tế xã hội tóng miền chụp phính chiêm kéo là hang tời khang giảng y cho lệnh nhị chấm giết tháo y cho lệnh nhị chấm nhãng hiện nay thì cũng đã tiến hành rà soát các cái nhu cầu y cao hòa bền tiêm sao gì cả có tiểu chấm ói đầu tư khang giảng y cho lệnh nhị chấm giết tháo y cho lệnh nhị chấm nhãng kéo khang giảng y cho lệnh nhị chấm tháo y cho lệnh phạt chấm nhãng ủy ban miền bản xét hạt chôn pí có khang cùng hang dự thảo nghị quyết bởi ban thường vụ xét nhời tài sĩ tòa tảo chấu chương trình mục tiêu quốc gia lưu nghị quyết hội đồng miền bản xét tại kế hoạch pe nhãng triển khai chấu chương trình mục tiêu quốc gia hà tụ triển khai tổng tói chấu can tụ miền chủ phính chiêm nhua bắt liền xét nhì nhôm thăm ói biện như thông tháo 2 năm triển khai thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia chấu quay hàng kinh tế xã hội tóng miền chụp phính dâm, tụ mảng hải khai thác tụ tiềm năng lợi thế dâm tóng miền chụp phính chiêm kéo là hàng tời, bốn hàng xây kênh bốn miền chụp phính, giảm dịa số xía, lang chun lát xì khâu nàn, na xì tiêu quan chống liều bùn hồi giảng xanh, chui hân cùng xì giảm trùng, bùn chân chấu bến nhìn ông xanh, chấu nhản chấu hốc khá, chiêm nhược khu vực trung du là hàng tời bát bùng.